Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy bốn niệm trụ, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của bốn niệm trụ, chẳng thấy chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy thánh đế khổ, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của thánh đế khổ, chẳng thấy chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy bốn tịnh lự, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của bốn tịnh lự, chẳng thấy chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy tám giải thoát, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của tám giải thoát, chẳng thấy chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy pháp môn giải thoát không, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng thấy chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy năm loại mắt, chẳng thấy sáu phép thần thông có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của năm loại mắt, chẳng thấy chân như của sáu phép thần thông có thể tin tưởng làm theo.